Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defen, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 3 tháng 5, chúng tôi sẽ bàn luận với các bạn một vấn đề mới liên quan tới trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đó là câu chuyện về quá khứ, hiện tại cũng như định hướng tương lai về trang bị trực thăng chiến đấu trong quân đội ta. Cho những ai chưa biết, trực thăng chiến đấu là một kiểu trực thăng quân sự, được trang bị để tấn công các mục tiêu trên mặt đất như bộ binh, phương tiện bọc thép và các công sự kiên cố bằng pháo tự động, súng máy, rocket và tên lửa. Hiện nay, trực thăng chiến đấu có hai vai trò chính bao gồm: một là đảm bảo hỗ trợ tầm gần trực tiếp và chính xác cho bộ binh; thứ hai là chống tăng, tiêu diệt các nơi tập trung binh lực thiết giáp của đối phương. Lịch sử thế giới ghi nhận, trực thăng mang vũ khí yểm trợ bộ binh đã bắt đầu xuất hiện từ cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh Việt Nam mới là nơi xuất hiện mẫu trực thăng chiến đấu hoàn thiện đầu tiên, đó là dòng AH-1 Cobra của Mỹ. Chính xác thì từ ngày 30 tháng 8 năm 1967, 6 chiếc AH-1 đầu tiên đã tới căn cứ Biên Hòa để thử nghiệm trên thực địa. Ước tính, từ đó tới năm 1973, có tới 1.110 chiếc AH-1 đã được gửi tới Việt Nam, trong đó có khoảng 300 chiếc đã bị bắn rơi hoặc tai nạn ở Việt Nam. Thời gian ở Việt Nam, đa phần các máy bay AH-1 tham gia vào các phi vụ yểm trợ hỏa lực che áp bộ binh, hầu như không ghi nhận rõ ràng về hiệu suất chống tăng. Vì thực tế, số xe tăng của quân giải phóng xuất hiện khá hạn chế, nên đất diễn của AH-1 không nhiều. Đó là vài dòng lịch sử sơ sơ của trực thăng chiến đấu, để chúng ta thấy rằng, thực ra, lớp vũ khí này có tuổi đời khá trẻ nếu so với các loại máy bay chiến đấu phản lực. Vậy, trong lịch sử của Không quân Nhân dân Việt Nam, có trực thăng chiến đấu không, loại gì, chúng ta sử dụng như thế nào và hiện nay ra sao? Trước hết, hãy cùng chúng tôi lật lại trang sử về lực lượng Không quân trực thăng Việt Nam. Lịch sử Không quân trực thăng Việt Nam khởi đầu từ năm 1958 khi Liên Xô tặng cho chính phủ và nhân dân ta 3 chiếc trực thăng vận tải Mi-4. Năm 1959, ta nhận đủ 3 chiếc và trang bị cho Trung đoàn Không quân vận tải 919. Đến đầu những năm 1960, Liên Xô bắt đầu viện trợ cho ta dòng trực thăng vận tải Mi-6. Mi-6 từng là trực thăng vận tải hạng nặng lớn nhất thế giới với tải trọng lên tới 12 tấn trong thân. Nếu anh em ở Hà Nội, có thể tới Bảo tàng Quân chủng Phòng không Không quân để thấy được Mi-6 lớn tới cỡ nào. Thật sự là to lớn khủng khiếp đấy các bạn. Nếu may mắn, các bạn có thể vào bên trong cabin để thăm thú. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là có hơi bụi và bẩn do để ngoài trời. Lúc bấy giờ, ta đã dùng Mi-6 để cầu các kiện hàng khổng lồ, ví dụ như tiêm kích MiG-17 và MiG-21 đi sơ tán. Đến năm 1973, Việt Nam lần đầu tiên nhận được dòng trực thăng Mi-8T của Liên Xô với số lượng 5 chiếc. So với Mi-4 và Mi-6, nó có thể mang rocket 57 ly để chi viện hỏa lực. Nhưng thực tế, ở giai đoạn 1973-1975, không có ghi nhận về việc ta sử dụng Mi-8 để tấn công đối phương. Sau giải phóng, tính tới tháng 5 năm 1975, ta thu được khoảng 877 máy bay trên tổng số 1.193 chiếc của quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó có 20% dùng được ngay, tức là khoảng 250 chiếc. Trong 250 chiếc, có 55 trực thăng trong tình trạng rất tốt, bao gồm 50 chiếc UH-1 và 5 chiếc CH-47. Trong đó, CH-47 là loại trực thăng vận tải hạng nặng, nhưng là phiên bản đời đầu, nên tải trọng chỉ khoảng 4,5 tấn. Hiện nay, các phiên bản mới của dòng máy bay này có tải trọng đến 9,5 tấn. Nhưng đáng giá nhất là số UH-1, khi chúng ta thu được cả bộ vũ khí theo kèm. Ngoài chức năng vận tải, loại trực thăng này có khả năng chi viện hỏa lực rất tốt. Nó có thể mang 48 quả rocket 70mm cùng 1-2 súng máy 6 nòng 7,62mm hoặc đại liên 12mm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dòng trực thăng này đã gây cho ta không ít thiệt hại. Thậm chí, nó là một trong số các trang bị được dùng để phát triển chiến thuật trực thăng vận. Một chiến thuật cho phép triển khai linh hoạt binh sĩ đến vùng giao chiến với tốc độ cao 200 km/h, có thể bất ngờ đổ quân bủa vây đối phương rồi chi viện hỏa lực. Trong giai đoạn đầu các trận đánh ở biên giới Tây Nam từ năm 1977 trở đi, UH-1 là một trong những phương tiện chi viện hỏa lực đắc lực nhất với bộ đội ta. Chúng ta đã sử dụng chúng rất thành công trong nhiều nhiệm vụ, từ tấn công mặt đất tới tải thương, trinh sát, cứu hộ phi công. Tuy nhiên, UH-1 chỉ được xếp vào dạng trực thăng đa dụng, không phải là trực thăng chiến đấu chuyên dụng. Mãi tới đầu những năm 1980, Việt Nam mới có trong tay những chiếc trực thăng chiến đấu đầu tiên sở hữu sức mạnh vượt trội dòng AH-1 của Mỹ. Đó là những công nghệ vũ khí thuộc hàng mới nhất của Liên Xô lúc bấy giờ, và nếu không phải bỏ tiền mua thì không phải ai cũng được viện trợ. Vâng, đó là chiếc trực thăng chiến đấu Mi-24, được phát triển từ cuối những năm 1960, chính thức biên chế từ năm 1972 ở Liên Xô. Khung thân của máy bay được lấy từ chiếc trực thăng vận tải Mi-8 với hai động cơ tua bin trục đặt trên đỉnh, cung cấp năng lượng cho cánh quạt chính giữa thân và cánh quạt đuôi ba cánh. Thân trực thăng được bọc thép và các phiến cánh quạt làm bằng titan, có thể kháng chịu đạn súng máy 12-7. Điều đáng lưu tâm nhất, tuy là trực thăng chiến đấu, nhưng Mi-24 sở hữu những tính năng hiếm thấy. Đó là nó vẫn giữ lại được khả năng chở quân như trực thăng vận tải, khi mà nó chở được 8 binh sĩ hoặc 4 cáng cứu thương hoặc 2,4 tấn hàng treo ngoài. Tính năng này vẫn tồn tại tới hôm nay trên các dòng trực thăng chiến đấu như Mi-35 và Mi-28.
Dù vậy, không thể gọi Mi-24 là trực thăng đa dụng vì nó được vũ trang hạng nặng, khiến chúng được coi là trực thăng chiến đấu hoàn chỉnh. Cụ thể, hầu hết các phiên bản đều được trang bị một khẩu súng máy hoặc pháo tự động ở đầu mũi. Trên thân có hai cánh nhỏ mang 1,5 tấn vũ khí bao gồm 4-8 tên lửa chống tăng, 2-4 thùng phóng rocket và bom hàng không 100-500 cân. Tại Việt Nam, ngày 11 tháng 1 năm 1980, Quân chủng Phòng không Không quân đã thành lập Phi đội 304, trực thuộc Trung đoàn Trực thăng 916. Đơn vị này được giao sử dụng các trực thăng Mi-24 do Liên Xô chuyển giao. Sau này, theo các tài liệu công khai, ta được trang bị 3 phiên bản Mi-24A, B, U. Trong đó, Mi-24AB chở được kíp lái 3 người và 8 binh sĩ. Máy bay được trang bị một khẩu đại liên 12-7 ở đầu mũi, hai cánh nhỏ mang được 4 thùng rocket 57 ly, 4 tên lửa chống tăng hoặc bom 100-500 cân. Còn Mi-24U là phiên bản huấn luyện không có súng máy ở đầu mũi nhưng có điểm trèo trên cánh nhỏ. Có một điều cần lưu ý, các trực thăng Mi-24 mà ta được chuyển giao đều là phiên bản đời đầu tiên nên có nhiều nét khác với phiên bản sau này mà các bạn thường thấy. Điểm khác biệt lớn nhất là ở buồng lái. Cabin của trực thăng Mi-24 từ phiên bản D năm 1973 dùng kiểu phòng một đôi, chỉ có hai phi công, một ngồi trước, một ngồi sau. Còn các phiên bản trở về trước dùng cabin vuông vức, trong đó bố trí một ghế ngồi trước cho xạ thủ, hai ghế song song phía sau cho phi công và hoa tiêu. Cho nên, với những người lần đầu nhìn thấy Mi-24 ở Việt Nam, chắc sẽ có đôi chút bỡ ngỡ bởi sao nó xấu thế nhỉ. Thực tế, cũng từng có tin đồn và cả tư liệu của Shipji cho rằng Liên Xô đã cung cấp cho ta phiên bản Mi-24D. Tuy nhiên, chưa bao giờ có bằng chứng về Mi-24D tại Việt Nam. Có khả năng, nó cũng là một sự hiểu nhầm như trường hợp MiG-23 và SA-6. Hết phần giới thiệu tính năng. Vậy, Mi-24 ở Việt Nam được sử dụng như thế nào? Rất nhanh thôi, bởi đầu những năm 1980, quân đội ta đang phải đối phó với quân Khmer Đỏ quậy phá ở các tỉnh biên giới Thái Cam, cho nên chúng ta nhanh chóng triển khai Mi-24 thay thế dần vai trò của trực thăng UH-1. Bởi giai đoạn này, như chúng tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, các vũ khí chiến lợi phẩm bắt đầu thiếu thốn linh kiện. Từ năm 1982, các máy bay tiêm kích F-5 rồi cường kích A-37 lần lượt phải dừng bay. Số UH-1 chỉ hoạt động cầm chừng. Trong bối cảnh đó, thật sự chúng ta rất cần các loại trực thăng chi viện hỏa lực tầm gần. Thật may là Liên Xô đã gửi cho chúng ta các trực thăng Mi-24, dù số lượng không lớn, ước tính chỉ khoảng 24-30 chiếc. Nếu mang rocket 57 ly S-5, thì Mi-24 có thể mang tổng cộng 128 quả, một số lượng rất lớn. Khi khai hỏa, trông Mi-24 có khác nào BM-21 Grad trên không? Ngày 28 tháng 11 năm 1984, trực thăng Mi-24 bắn những quả rocket đầu tiên về phía quân thủ. Năm 1985, biên đội Mi-24 phối hợp với trực thăng Mi-8T, UH-1, máy bay AN-26 cải tiến mang bom, đã đánh 50 trận, xuất kích 197 chuyến, loại khỏi vòng chiến đấu 192 tên địch, phá hủy 101 cano và thuyền, 37 lán, 2 kho vũ khí. Đầu tháng 8 năm 1986, quân chủng đã điều động các phi đội Mi-24 phối hợp với Mi-8 và trinh sát cơ U-17 đánh tàn quân Khmer Đỏ ở vùng Tây Bắc Campuchia. Ngày 15 tháng 8 năm 1986, hai biên đội Mi-24 xuất kích hai đợt, bắn 482 quả rocket, hơn 1.000 viên đạn, phá hủy nhiều kho tàng và tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả vũ khí Liên Xô chuyển giao, trong quá trình chiến đấu, ta còn cải tiến chúng. Ví dụ như đề tài lắp rocket Mỹ lên trực thăng Liên Xô đã được ứng dụng rất thành công. Theo đó, thời gian đầu, số lượng đạn rocket S-5 mà Liên Xô cho ta rất ít, trong khi đó, đạn rocket 7mm của Mỹ còn rất nhiều, dùng không xuể. Vì vậy, các cán bộ kỹ thuật hàng không đã đưa ra sáng kiến, đưa rocket 7mm chuẩn Mỹ lên trực thăng Mi-8 và Mi-24 để chiến đấu. Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Kim Khôi, người trực tiếp tham gia đề tài này cho biết: "Chúng tôi lấy ống phóng rocket của máy bay trinh sát U-17, chuyên dùng để bắn rocket khói chỉ điểm mục tiêu, sau đó buộc hai đai bó lại thành một chụm từ 8 đến 16 ống phóng. Trên giá treo vũ khí của Mi-24, hàn thêm một móc phù hợp, móc cụm phóng rocket vào, phải đảm bảo cho cân đối. Quá trình thử nghiệm cụm bệ phóng tự chế thành công và đảm bảo đủ yêu cầu tham gia chiến đấu." Tính đến cuối năm 1986, các trực thăng Mi-24 được đánh giá là hiệu suất hoạt động rất tốt, chiến đấu cao, an toàn cao. Thế nhưng, máy móc trang bị gặp sự cố là điều khó tránh. Tháng 2 năm 1987, một chiếc Mi-24 gặp nạn khi đang huấn luyện, tổ bay hy sinh. Sau sự việc này, quân chủng không quân tạm ngừng sử dụng Mi-24 ở Campuchia, rút quân về nước. Từ đó sang những năm 1990, các trực thăng Mi-24 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Dù vậy, tới cuối những năm 2000, các trực thăng Mi-24 được tháo cánh quạt chính, phủ bạt nằm im ở các sân bay. Lúc đó, đã có những hy vọng cho rằng chỉ là đi đại tu hoặc sửa chữa tăng hạn thôi. Tuy nhiên, bao năm rồi, các trực thăng Mi-24 vẫn nằm đó với tình trạng phù bạt, thiếu cánh quạt. Thế là hết, Mi-24 đã chính thức vĩnh biệt bầu trời thật rồi. Thật sự đáng tiếc vì đó là dòng trực thăng chiến đấu duy nhất của chúng ta, nhưng biết làm sao được khi mà tiêu chuẩn an toàn bay phải đặt lên hàng đầu. Ngoài ra,
Một vấn đề nữa là các trực thăng Mi-24 của ta là phiên bản đời đầu, vốn đã bị Liên Xô loại biên chế rất nhanh vào cuối những năm 80. Hầu như trên thế giới, họ đã ngừng hoạt động, nên việc tìm kiếm linh kiện thay thế là không dễ dàng. Điều đáng nói là, sau khi Mi-24 nghỉ hưu, chúng ta chưa có hợp đồng nào để thay thế mẫu trực thăng chiến đấu này. Thay vào đó, hiện nay, với nhiệm vụ chi viện hỏa lực mặt đất ở cự ly gần bằng không quân trực thăng, chúng ta chủ yếu sử dụng các trực thăng vận tải Mi-8 và Mi-17. Các trực thăng Mi-8 và Mi-17 có khả năng mang 1,5 tấn vũ khí, với 4-6 điểm treo, cho phép mang các thùng phóng rocket 57 ly hoặc bom nhỏ 100-250 cân. Dù vậy, ta thường sử dụng Mi-8, Mi-17 với rocket 57 ly. Hàng năm, các trung đoàn trực thăng 916, 917 đều tham gia các bài bắn ném mục tiêu trên đất liền, trên biển bằng trực thăng Mi-8, Mi-17. Dù vậy, thành thực mà nói, bất kể là Mi-8, Mi-17 có đa dụng tới đâu, nhưng chúng vẫn chỉ là trực thăng vận tải, có thể mang vũ khí khi cần. Chúng không thể được coi là trực thăng chiến đấu chuyên dụng. Bởi lẽ, so với Mi-24, Mi-8 không được bọc giáp ở các phần như cabin, thân máy bay, do đó đã làm giảm cái khả năng sinh tồn khi tấn công mục tiêu tầm thấp. Thứ hai, trực thăng Mi-8 thiếu vắng các cảm biến chuyên dụng để phát hiện mục tiêu mặt đất. Thay vào đó, nó chỉ có kính ngắm cơ khí, do đó cái khả năng chi viện hỏa lực bị hạn chế. Thứ ba, các phiên bản Mi-8-17 của ta không thể mang vũ khí chống tăng có điều khiển để đảm nhận vai trò tiêu diệt mục tiêu xe tăng khi cần. Thế nên, chúng tôi nghĩ rằng, sớm hay muộn, ta vẫn cần một dòng trực thăng chiến đấu hạng nặng như Mi-24 hoặc hơn. Bởi có những nhiệm vụ mà các trực thăng vận tải đa dụng không phải là ý hay, chúng chỉ là một giải pháp có thể ứng dụng khi cần mà thôi. Tuy nhiên, bao giờ và khi nào thì phải cân nhắc, vì ta có quá nhiều thứ cần phải ưu tiên mua sắm, gồm các máy bay cường kích thay thế Su-22 hay một sự bổ sung cho lực lượng tiêm kích đa năng. Vậy, nếu như trong tương lai không xa, ta có điều kiện mua sắm trực thăng chiến đấu, chúng ta có thể tiếp cận dòng trực thăng nào, của ai? Theo quan điểm của Vietnam Defense, kể cả có thêm 10 năm nữa, có lẽ chúng ta vẫn sẽ đặt lòng tin vào trực thăng Nga, bởi chúng ta đã và đang mua sắm số lượng lớn các trực thăng vận tải của Nga. Do đó, việc sắm trực thăng chiến đấu của Nga là giải pháp khôn ngoan nhất, tận dụng được ưu thế về hậu cần bảo dưỡng, sửa chữa vốn có. Đó có thể là những chiếc trực thăng tấn công Mi-35. Đây là phiên bản nâng cấp sâu rộng dành cho thị trường xuất khẩu trên cơ sở bản nội địa Mi-24V. Nhưng lâu dần, Mi-35 tốt đến nỗi, chính không quân Nga lại phát triển thêm các phiên bản Mi-35 dành cho chính mình bên cạnh việc xuất khẩu. Hiện nay, những chiếc Mi-35 trang bị buồng lái kiểu phòng bọt đôi có khả năng chống đạn. Bên trong cabin được tích hợp gói cảm biến bao gồm hệ thống nhìn đêm, hệ thống màn hình đa năng, máy tính, hệ thống liên lạc kháng nhiễu. Ngoài ra còn có hệ thống cảm biến hồng ngoại quang điện để trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Với gói cảm biến này, Mi-35 có khả năng làm nhiệm vụ ban đêm. Có một điều cần lưu ý là những chiếc Mi-24 thế hệ cũ không có khả năng bay đêm vì thiếu khí tải cần thiết. Trên phiên bản Mi-35P được sản xuất từ tháng 8 năm 2020 còn được nâng cấp hiện đại hơn, với cảm biến quan sát OPS-24N1L với cảm biến hồng ngoại sóng dài laser đeo xa, hệ thống bay kỹ thuật số, hệ thống ngắm mục tiêu cho phép bắn tên lửa ATAK-VM, đặc biệt là hệ thống tác chiến điện tử Precision S cho phép đối phó với tên lửa tầm nhiệt thế hệ mới. Về vũ khí, Mi-35 được trang bị khẩu pháo 23 ly hoặc 30 ly đặt ở đầu mũi, có thể xoay đổi hướng. Hai cánh nhỏ vẫn chỉ mang được 1,5 tấn đạn dược, nhưng có thể mang được 4-8 tên lửa chống tăng AT-6 hoặc ATAK-VM có tầm bắn tới 8 km. Vì Mi-35 vẫn là phiên bản cải tiến của Mi-24, cho nên chúng vẫn có sự đồng bộ với dòng Mi-8 và Mi-17. Do đó, sắm Mi-35 có lẽ là giải pháp hợp lý với chúng ta. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng ta có thể nhắm tới sự phát triển vượt bậc, ví dụ như dòng Mi-28 và K-52 chẳng hạn. Trong đó, Mi-28 là mẫu trực thăng tấn công kiểu mới, được thiết kế tối ưu hơn hẳn so với Mi-24, nhất là vai trò chi viện hỏa lực, khi mà nó được bổ sung thêm các hệ thống điện tử cần thiết để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ví dụ như phiên bản Mi-28NM được trang bị radar H025 đặt trên đỉnh trục cánh quạt, cho phép phát hiện mục tiêu ngoài tầm nhìn trực quan. Khả năng mang tải vũ khí của Mi-28 cũng tốt hơn nhiều, với tối đa 16 tên lửa chống tăng và 10-40 quả rocket tùy cỡ đạn. Đặc biệt, nó có thể mang được 8 tên lửa không đối không để tự vệ. Còn K-52 là dòng trực thăng tấn công sở hữu nhiều cái độc đáo nhất thế giới. Ví dụ như, nó là trực thăng chiến đấu đầu tiên dùng cơ cấu cánh quạt đồng trục, lược bỏ cánh quạt đuôi truyền thống. Nó cũng là trực thăng chiến đấu đầu tiên trên thế giới mà phi công được trang bị ghế phóng khẩn cấp như phi công tiêm kích. Nó cũng là chiếc trực thăng chiến đấu hiếm hoi còn giữ bố cục hai phi công ngồi song song. Nói chung, có rất nhiều phương án cho Việt Nam nếu chúng ta cần trực thăng chiến đấu chuyên dụng. Ngay cả dòng Mi-8 và Mi-17 cũng có những phiên bản chiến đấu hạng nặng. Ví dụ điển hình là dòng Mi-171SH được nâng cấp sâu rộng, cho phép trang bị tên lửa chống tăng, rocket, được bọc giáp ở cabin, tích hợp các cảm biến ngắm bắn trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Vấn đề còn lại chỉ là nhu cầu của chúng ta và chi phí cần thiết. Như đã đề cập, chúng ta đang có quá nhiều thứ cần phải đầu tư, do đó chúng ta phải chờ đợi, hy vọng ngày này sẽ đến sớm.
Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.